Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Điển tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có những thông tin thật hữu ích trong cuộc sống. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi quý vị nha. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Làm cha ở tuổi 58, đào hoa một thở nhưng thương tính dường như chưa bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn. Những năm sau này, ông lại làm lũi một mình, không vợ cũng chẳng sống gần con. Tưởng đâu thương tính sẽ sống cuộc đời độc thân đến hết đời, thì bất ngờ ở tuổi 58, ông lại hay tin mình lại lên chức bố. Người vợ trẻ của thường tính tên là Kim Chi, 27 tuổi, cùng quê với ông. Kim Chi cho biết cô chỉ là một người con gái bình thường như bao cô gái khác ở quê, vì công việc hàng ngày là nội trợ và làm vài công việc lặt vặt khác để kiếm sống. Tuy nhiên cuộc sống của cô đã thay đổi từ khi gặp nam diễn viên Đào Hoa lần lẫy một thời và Kim Chi là người yêu của bạn thân thường tính. Khi bạn trai Kim Chi qua đời, Thương Tính là người thường xuyên thăm hỏi, động viên cô vượt qua nỗi đau này. Thế rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhận thấy Thương Tính là một người tốt, đáng tin cậy, Kim Chi dần nảy sinh tình cảm. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Một ngày cô gái trẻ phát hiện, mình đã mang trong mình giọt máu của Thương Tính. Lúc đó tôi bất ngờ lắm, thật ra con cái là của trời cho, nhưng có ai về đâu, gần cuối đời lại có con trong hoàn cảnh khốn khó như vậy, buồn tuổi lắm. Tôi tận bảo với cô ấy, sinh con ra sẽ không thuận cho cô ấy, vì thật sự tôi không yêu cô ấy, và cũng không muốn hủy hoại cả đời cô. Vậy rồi cô ấy không nói gì cả, vài tháng sau cô ấy báo với tôi là vẫn giữ đứa bé và sắp sinh. Thời trẻ tôi thích con gái lắm, mà không có được, không ngờ con gái lại nhè lúc mình khổ nhất mà xuất hiện. Âu cũng là số phận, cuộc sống đúng thật phức tạp, không bao giờ như mình mong muốn, thương tỉnh nói với giọng buồn rầu con gái xuất hiện thật sự là bước ngoặt trong cuộc đời của Thương Tính. Trước đây ông quyết tâm rời xa điện ảnh, về quê sống cuộc đời giản dị. Từ ngày có con Thương Tính miệt mài trở lại phim trường, ông nói thẳng, tôi đóng phim phần lớn cũng là vì con gái. Tôi thấy mình thời trẻ kinh tế đầy đủ, thì lại không có con gái để lo. Giờ để con chịu thiệt thời cực khổ, tôi không chịu được. Giờ đây ở tuổi 59, Thương Tính vẫn đều đặn đi đi về về giữa Sài Gòn và Phan Rang. Một dạo ông từng đưa hai mẹ con Kim Chi vào Sài Gòn, nhưng do không hợp hoàn cảnh, con gái thường xuyên đau bệnh, nên ông quyết định gửi mẹ con Kim Chi ở lại quê. Còn ông khi nào có phim thì lại vào Sài Gòn để đóng, nếu không thì lúc nào cũng muốn quýt bên con. Ngẫm lại cuộc đời đào hoa của mình, thường tính bảo ông tin vào chữ duyên và chữ nợ. Tôi không nghĩ mình có sức hút gì cả, mà người nào mình nợ nhiều thì người ta ở lại bên cạnh mình, nợ ít thì ít lâu hơn, rồi cũng ra đi không phải mình đào hoa hay gì đâu mà số phận nó như thế điều này là do tôi chiêm nghiệm từ chính cuộc đời của mình bởi thế tôi luôn quan niệm khi sống với người phụ nữ nào mình cũng phải biết điều nhiều người chia tay đến món quà cũng đòi lại còn tôi dù không có giấy tờ đám cưới tôi vẫn chia đôi tài sản cho người mà tôi xem là vợ khi mình sống biết điều thì sẽ khiến những người sống với mình không oán trách mình được điều gì